Và chúng ta sẽ cùng đến với lượt thi đấu thứ hai, vòng 2 giải bóng đá Cúp Tứ Hùng Định Công lần thứ nhất năm 2023. Cú mở bóng của Minh Tùng, dứt điểm từ xa. Và mở tốc đến từ cầu thủ Bình Minh. Phản ứng, đó vẫn đang được tiếp tục. Tấn công cầu thủ Bình Minh, tốc độ, đưa bóng vào. Và đó là sự nguy hiểm đến từ cầu thủ Bình Minh. Họ không cầm bóng nhiều, họ tấn công đơn giản. Một tình huống thoát xuống đến từ Tiến Thắng, người bóng vào rất khó chịu. Và người ghi bàn dường như là Đức Hoàn. Phút thứ 19 của trận đấu và tỷ số đã là 1-0 dành cho Bình Minh. Thêm một tình huống tấn công nữa không thành công. Rất hay, vẫn là cầu thủ Bình Minh. Rất hay, nhưng tình huống dứt điểm vẫn là quá nhẹ. Không có tình huống về dứt điểm ngay. Công vào. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với hiệp 2, trận đấu giữa Vladimir và Bình Minh diễn ra trong khuôn khổ lượt thi đấu thứ hai. Đúng hiểu, không vào. Đã có tình huống tuyệt vời. Rất hay, cơ hội dành cho Berlin. Trần trừ mất rồi. Đây rồi. Và đó là sự hiệu quả trong lối chơi của cầu thủ Bình Minh. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Bình Minh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Một tình huống đưa bóng vào cầu rồi. Dứt điểm ngay. Một đường cong đã được vẽ ra, nhưng rất tiếc không có bàn thắng phương án tỷ số dành cho Berlin. Hơi lập bập, vẫn là cầu thủ Berlin. Kịp không, đưa bóng vào. Không vào. Tình huống dứt điểm cận thành. Tình huống chạm bóng rất nhạy cảm đến từ số 0 về phía Berlin United. Văn Thành, bóng quay trở lại với Ngọc Sơn. Ngọc Sơn vẫn chưa thể đưa ra tình huống dứt điểm dành cho Ngọc Sơn. Rất hay, đường chuyền hợp lý, đưa bóng vào. Rất nguy hiểm.
Thank you.